chúc mừng vợ chồng em vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương. Tại vì em không bao giờ muốn nói sự cái tuổi thật của mình, là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85 đấy, bây giờ em nói sinh là 79 đấy nha. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem coi họ mang điều gì đến cho chương trình Vợ Chồng Son trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ em xin chào anh Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Vũ Hồng Tân. Năm nay em 37 tuổi. Hiện đang công tác tại Cảng vụ hàng không miền Trung thuộc Cục Hàng không Việt Nam. Em làm việc ở sân bay Đà Nẵng à? Dạ em hiện đang công tác ở Đà Nẵng ạ. Dạ em chào chị Hồng và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền, hiện tại em đang công tác tại Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet ạ. Tụi em từ Đà Nẵng vào đây. Dạ vâng, hai vợ chồng em từ bay. Chắc chắn một điều là tụi em đi bằng đường hàng không đúng không? Dạ đúng rồi. Tụi em là vào đây là chỉ có hai vợ chồng hay là có ai đi kèm theo nữa không? Dạ có con đi kèm ạ. Ô con bé được mấy tuổi rồi? Dạ con em được 6 tháng ạ. Khoe bây giờ em muốn khoe cuối chương trình. Dạ khoe giờ đi ạ. Xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay cho em bé. Thay mặt tất cả mọi người ở đây chúc mừng vợ chồng em. Vì có một cái thiên thần gọi là quá là dễ thương, quá là đẹp trai. Ôi ôi. Ôi trời ơi, em là thần tượng luôn, sao nó nhìn tôi suốt. Em cười. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nè. Bây giờ có thể là quay em bé ra nha để cho ông bà nội bà ngoại nhìn nè. Đó. Bà con ơi, thấy chưa? Ồ. Thương không? Rồi. Mẹ chị mẹ bông con nhá. Đấy chỗ nghỉ. Hãy kể cho Thuận với chị Vân cũng như khán giả nghe cái lần đầu tiên các bạn gặp gỡ nhau là như thế nào. Lúc đó là em đang đi làm thì giờ giải lao thì có anh bên cơ quan em hỏi em là hợp tuổi nào để anh giới thiệu, thì em mới bảo với anh đó là em thích những người mà chững chạc cỡ là sinh năm 85 hoặc là 84. Thì lúc đó thì chồng em mới bước đi qua quầy của em, cái anh nhân viên đó mới hỏi chồng em là anh Tân sinh năm bao nhiêu. Mà trẻ vậy cái chồng em mới trả lời là anh sinh năm 85. Cái lúc đó rồn ra quá thì đừng lên quay cái anh hợp với em này, anh hợp với em này, không biết tự nhiên tại sao mình lại nói vậy nữa. Rồi hàng quá rồi buộc miệng nói luôn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà khoan xí, hồi nãy em có giới thiệu là em 37 tuổi. Dạ vâng, anh 37 thì em là tuổi con dê chứ. Dạ đúng. Như vậy tại sao lại là nói sinh năm 85? Tại vì em không bao giờ muốn nói sự cái tuổi thật của mình, là vì tuổi cũng là lớn rồi. Mấy lâu nay ai hỏi em cũng nói 85 đấy, bây giờ em nói sinh là 79 đấy nha. Thì tự nhiên cô này bứng bật dậy, anh hợp với em. Nhìn qua thấy cũng mũi cao mà mắt cũng to mà thư đấy. Cái cảm giác của em lần đầu tiên nhìn cô này, em đã có cảm tình với cô ngay. Dạ đúng đó. Rồi vậy sao thì đó? Chắc chắn em sẽ là người đi cưa. Đúng rồi ạ. Anh nhận em là em có rảnh không thì anh mời đi nhậu. Có trời ơi. Có ừ không? Cái em ừ luôn. Sau đó là như thế nào? Cái cuộc nói chuyện cũng vui lắm. Cái em mới bảo là em không đẹp gái mà sao em chả có người yêu. Cái ông mới bảo em là có người theo em rồi. Cái người ấm theo chị. Em bảo chứ anh biết là chỗ nào dài cho em không? Cái anh biết. Cái anh mới dẫn em đi xem bói. Cái đi xem bói ba lần hụt. Không có ai coi bói cho em hết trơn. Anh mới lừa em chỗ coi bói á chị. Cái chỗ đó đâu coi bói đâu. Cái giả bộ dắt đi thôi phải không? Cái lần thứ tư em tức quá rồi. Cái em sống thẳng ở nhà em hỏi luôn. Con em bố mẹ đi đâu, con có ai coi bói không con? Dạ bố mẹ con đi làm ngoài coi bói hết trơn. Có nghĩa là em cố tình giả bộ là dắt đi coi bói nhưng thực sự để cô đi với mình. Đúng rồi, có cơ hội. Có cơ hội ở gần cô. Chiến thuật hết trơn á. Cũng dữ dằn lắm. Dạ cạo da lắm chị. Cạo da. Cạo. Trong thời gian bao lâu? 3 tháng. 3 tháng là mới bắt đầu yêu nhau. Cưới nhau luôn chứ không phải yêu nó rồi. Tức là yêu trong 3 tháng là cưới luôn rồi. Là cưới luôn, lý do cô ấy thì đòi là 2 năm nữa mới cưới. Phụ nữ nói mình cứ nghe thôi. Mà kệ, mình cứ làm theo những gì mình làm. Là em vượt qua tất cả để mà em đến em cầu hôn mà em cưới cổ, hay là có một sự tác động gì của ai để mà khiến cho đám cưới nó nhanh như vậy? Ông bà nói phụ nữ mà eo to dữ đẹp nên em nhìn thấy cô ấy eo to chắc đẹp tốt, mình lo cưới sớm làm tới luôn đó cho anh chị. Làm tới luôn sao? Nãy giờ nói mà không hiểu, nhìn cái lòng vòng nhìn vậy là biết rồi, có nghĩa là anh này á là ảnh thấy cô này là vậy được rồi, ok rồi, cho nên những gì mình suy nghĩ là mình cứ thế mình làm thôi. Anh chủ động đúng không? Có nghĩa là bác sĩ biểu cưới đúng không? Đúng không?
Đúng không? Thôi bây giờ hỏi cô vợ đúng không? Dạ, cùng đụng mà. À, nhưng mà khi mà bác sĩ báo cưới rồi, dạ, hai gia đình như thế nào? Gia đình em sầu lắm, không có muộn cho em cưới. Lúc mà hai vợ chồng bàn tới chuyện cưới rồi, em mới hỏi là nhà có ai không? Khi có đứa em gái. Nghĩ chứ bây giờ nếu mình nói cho bố cho mẹ thì mình không biết ai là người dễ tính, à, ai là người khó tính. Ừ. Hay tốt nhất là nói chuyện với em gái trước. Quân sư cho em. Quân sư cho em. À, mày ghê thiệt cất. Rồi sao? Em mới nói với lại em gái em ấy là bây giờ anh chỉ có một bí mật này, em đừng có kể, anh kể với em thôi. Em đừng có kể lại với ai nghe. Anh hứa với anh nghe. Anh gọi sao thì anh chị rồi có em bé. Thì em coi sao chứ để bố mẹ phản đối ghê quá. Nhưng mà anh nói khéo khéo, nếu có nói đừng nói gì hết ghê gớm nha. Chị nói là có tốt cho anh chị thôi, để anh chị tới với nhau. Thì cô em vợ thì cũng còn nhỏ. Cô nói toạc luôn với mẹ. Là mẹ ra với bố từ đầu là phản đối kịch liệt luôn á. Nhưng mà bố mẹ cái thôi hai đứa nó thích nhau thì cưới nhau, cho nó cưới cho rồi. Tụi em bây giờ là đã ở với nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi kể cho nghe về tật xấu với nhau đi. Vợ em thì lúc đầu mới cưới á thì hiền lắm, ngoan lắm, nhưng mà từ khi đẻ em bé ra thôi em phải nói là sư tử nguyên bầy luôn. Sư tử nguyên bầy luôn chứ không phải con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi ghê vậy, không hang dễ, độ tính khác hoàn toàn. Dạ. Không hang răng. Một đêm mà nha, bắt em thức lên thức xuống 3-4 lần. Thà mình dạy được rồi, cho con bú được rồi đi ngủ không, dòng mà thay quần cho em, thay tả cho em, lấy nước cho em này. Cho em nào? Em bé à. Sáng dậy phải lo nấu ăn sáng cho vợ ăn, vợ thích món đây là phải nấu. Không ăn đó. Chưa đâu, cứ như gào đâu, gào kinh lắm. Gào à. Nếu như mà anh không làm thì cô ấy... Dạ, gào thét là thậm chí còn đánh chồng nữa chứ. Trời ơi. Nhưng mà đánh yêu thôi chứ. Đánh mà đánh đi phải đi vào bệnh viện đâu. Rồi còn cái gì nữa không? Hiện tại thì em chỉ nói thôi thôi. Chị dám nói vậy thôi đó. Có thêm được miếng nữa được không? Đâu có nữa mới thêm anh. Rồi dằn kìa, dằn rồi đấy chứ. Dằn rồi. Hỏi có ghen không? Vợ có ghen em không? À, anh ấy một cái người mà đàn ông mà nói chung là ăn nói và rất là khéo nha, khéo như vậy lắm á. Không có sợ không? Lại về thì không sợ, nhưng mà vẫn có ghen chứ. Nhiều gại bú lắm chị ơi. Sinh nhật chồng em có con bé nữa nhắn tin ô bá, chúc ô bá sinh nhật vui vẻ. Các em đâu biết ô bá là ai đâu. Kệ mi hỏi chồng em là chứ cái con ô bá là ai đấy. Con ô bá là con nào? Tiếng Hàn Quốc là giống như là anh yêu cái gì đó. Cái vằn vèo cả buổi mà không có trả lời tớ không biết. Cái chó quá. Cái hôm sau hai vợ chồng đang nằm nói chuyện với nhau cái hỏi sao giờ nay không thấy ô bá nhắn tin nhỉ? Vừa nói tức thì cái ô bá nhắn tin. Cái em mới cầm điện thoại chồng em thấy tin nhắn, em mới cầm đấy. Ô bà đang làm gì đậy ngủ chưa? Cái lúc đó em mới tức điên lên cái em mới nhận lại là ô bà đang ốm vừa ngủ, đừng nhắn tin nữa. Cái từ đó không nhận nữa. Mà giờ em cũng không biết người đó là ai luôn. Dạ đúng rồi. Chị Vân nói đúng ghê, em đúng anh chồng, bây giờ em không biết người đó là ai luôn. Thôi tôi không ngờ hôm nay chị Vân chỉ lại là thôi về để em mở tới nghe. Rồi còn gì nữa không? Nói chung là trong em một người tuyệt vời ạ. Tất cả những công việc mà những người phụ nữ khác họ phải làm, có nghĩa là thay bỉm cho con, với lại là những việc vặt như lau tái hoặc là dọn bỉm cho con mỗi lần em te hoặc là em đi ý là chồng em làm hết, em chỉ việc cho bụng thôi ạ. Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, em chỉ mong muốn một cái là cô ấy nói năng cho nó có một cái chút một gọi là ý tứ xíu, là suy nghĩ trước khi nói. Dạ. Thế còn em? Dạ em thì chị mong chồng em đừng có hút thuốc nữa. Chị nghĩ là cái này thì chồng em chắc chắn sẽ làm được rồi. Hôm nay nghe vợ nói một câu mát ruột không? Chồng em là một người tuyệt vời đó. Vậy em bỏ luôn cái kia, nó là em là tuyệt vời nhất. Khi cưới vợ thì em bỏ rất là nhiều rồi. Chẳng hạn như em rất là thích thú vật á. Em nuôi chó đồ đó. Mà giờ có vợ có con là cũng phải bỏ chó vì con. Không, nhậu nhẹt thì cũng gần như là bỏ hẳn rồi. Giờ còn hút thuốc lá thằng cày hút mấy điếu thì nhái cũng bỏ luôn thì em cũng chẳng từ từ đúng không? Dạ. Không thì chẳng thà mình chấp nhận mình là người chồng tuyệt vời vợi. Dạ thôi em còn... tuyệt vời được rồi, không cần tuyệt vời là... đâu. Còn hơn là em cũng có hại cho em cái bộ đúng rồi. Bỏ hẳn luôn nữa là tuyệt vời sức khỏe. Rồi chúc cho hai em luôn luôn đầy ắp tiếng cười trong gia đình và có thật nhiều sức khỏe để chăm em bé cho thật tốt nha. Dạ, rồi cảm ơn em. Hai anh chị khỏe. Cảm ơn em. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắt nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. À. Cắt bông, cắm bông đồ. À. Là nhỏ em tươi quá. À. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác. Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại.
Quỷ cá cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi, rồi quý vị khán giả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ dạ, giới thiệu. Mọi người ơi, mọi người ơi. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Vũ Lâm, năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên và đây là người đầu ấp tay gối với em, Quỳnh Quỳnh. Giới thiệu đi. Dạ. Quỳnh. Xin chào mọi người, em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh, năm nay em 27 tuổi, hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là anh từ thành phố anh về anh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vuốt vuốt các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH. Thấy ghê lắm. Em còn nguyên chùm bóng mà sao xe đó. Chạy nén. Tao nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em. Nhưng không, sao đẹp mới biết giống một không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ tại lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp, nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em tại em xấu lắm. Chứ lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trường sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về với cái miệng của em, em là thuộc dạng mà cực phẩm. Hiếm phẩm, thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm trổ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn. Người em thì trưng diện hơn. Còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ nó cảm thấy dơ. Không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng sao là chột bóng bóng làm gì? Chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em cột mua 200.000 bóng bóng. Mà bóng bóng bay đó. Mình nặng chặt. Sao anh Thuận, em tâm sự với anh mà tự anh nói em mình nặng. Không chung bóng bóng. Rất là nhiều. Rồi sao nè. Chung chùm bóng bóng mà bóng bóng màu hồng, màu xanh đồ, màu rất là bu đê. Dạo dạo mà chứng yêu. Tức là cái khu đó đó là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, những người mẹ ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chủ yếu là dẹo để quát khách, để quát khách, quát khách để vô bông. Còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá. Là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Lúc quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Rồi sao sau đây không lẽ cũng làm còn bóng bóng rồi làm rần rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác à? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại đó. Quỷ cái. Vợ em mà kêu quỷ cái đâu mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em thích kêu thấy quen rồi. Vợ nhà em tên tí em. Quỷ cái tí em. Quỷ cái gì quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai. Không ai. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Có đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn. Em rủ đi ăn đúng không? Rủ viên, tại tôi rủ viên nhóm, rủ ông nào. Rủ nhóm đi ăn. Dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao á, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà nguyên một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Sao không bao người ta? Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình không có giá. Bạn mời tôi là bạn phải bao tôi chứ. Ông ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Dù gì. Mới cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em thôi cho đại chứ để nó công nó kèn cười riết nữa. Cái xong khi cũng cho cái anh nhắn tin 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em thấy cô này mà. Hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không?
Dạ có gì chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu. Ít nhiều gì em cũng là gái mới lớn mà. Dạ. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó, em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không. Tại vì em thấy ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ghen tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Làm dạ, gì em cảm nhận em được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó cứ ấy không nó. Đúng không? Quen có đó, có vụ đó. Đây nè. Lực lượng không? Có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu là em bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết á. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa đó, ở lâu không? Dạ. Tự nguyện lắm. Ghê lắm. Ai? Ai ghê? Ý là em đó. Ờ, sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Ừ. Thử hỏi. Ừ. Quỳnh nào chịu nổi. Quỳnh nào mà chịu nổi. Ồ. Vậy có nghĩa là Lâm đâu có cần dụ nhiều đúng không? Không dụ nhiều chị. Em chỉ cần nói chị Dân biết cái miệng của em rồi đó. Ừ. Ví dụ em muốn hề nó hề. Ừ. Còn em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Ừ. Bao lâu thì cũng lên Sài Gòn. Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm rồi? Ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Trong sáng không? Trời ơi. Sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ. Nói trong sáng 5 năm cho em gặp mặt. Sao? Dối trá. Dối trá. Dối trá. Trời ơi, tôi sợ ghê mà. Trời ghê ghê. Ờ, cái bà nó ghê nó dễ cầu sớm hơn bà đó. Em còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng, ờ à, tôi vậy là mấy người nó đàng hoàng. Đúng. Trời ơi, tụi hung ghê, tụi nắm tay, trời ơi. Trời ơi. Bà đã theo trai sớm. Đó, hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi... Nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút của này nọ. Nhưng mà. Nhưng. Thật lòng. Ờ. Và quen đến 5 năm. Và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi. Và em lo cho cô này được rồi. Và em... kêu là thôi lên đây ở đi để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để em nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối mà anh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa. Mà người ta đang quay một cái điện video vi ơ hoài, đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt. Ừ. Đi quay với ai? Ừ. Đó. Bà ghen á phải không? Ghen, bà ghen. À. Đi làm ta kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh Quỳnh rồi đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em thật ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái núi này ra luôn. Trời ơi trời. Nó nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà hai em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè. Đúng lúc rồi. Đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ anh bày hài lắm. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa. Vô duyên nhiều thứ lắm. Dài dớ của anh này vậy, anh hay dục lên mặt em vậy ta. Trời ơi. Ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn rồi đó. Anh hay cái quần anh dục lên mặt em. Rồi cái gì nữa nè? Ổng nhân viên lắm, ổng ví dụ ổng kêu em là ổng nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn hết rồi. Cái về tới nơi thôi anh mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn lại lần nữa mới chịu ăn mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Không rồi á có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau, chỉ có đúng một lần là anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á. Cái anh ăn nó khen tới tấp. Mèo ơi. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm, giờ chơi muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chơi giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự nấu đồ ăn rất dở luôn. Là cô ấy không ăn hành được, là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Và đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường. Không có giờ mà đem đường, em là... Khoái ngọt. Khoái ngọt. Bây giờ đi làm vừa mệt vậy. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết. Xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường. Không ăn được. Nó mặn hoặc là nó lạc quá. Đúng rồi, nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc là căng thẳng lắm đúng không? Rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi. Nói luôn tới phần em rồi đó. Không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu. Rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả xô bít biết. Điện video của em tắt 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 tắt. Ví dụ chồng mình tắt thì mình thôi đi. Không. Điện cho Nam Thư. Điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng. Ừ. Rồi điện cho Khả Như. Ừ. Điện cho tất cả showbiz. Mà 4 giờ sáng điện ta. Rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư. Chị Thư bắt đầu đồn cho... Đó. Bắt đầu
tụ họp lại rồi xong nói thằng Lâm thì ăn chơi đồ này nọ là bữa đi ai năm tư hả? Chị ai? Tội nghiệp mà Năm Thư sáng mới trổ. Lâm ơi, tôi tưởng mày chết rồi Lâm ơi. 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời Lâm ơi. Có nghĩa là làm răng răng đổ đổ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em. Nói là trời, biết nó bị cái gì không? Có chuyện gì không mà sao vợ nó hoang mang chứ vậy? Dạ. Cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn. Vui một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà cũng không cho chơi. Mà biết đi tập bài đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại em nói đi chơi em phải nóng lòng chứ. Phải lo đúng dạ. không? Phải lo chứ. Rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ. Em về em giận luôn trước chị. Mà từ đó giờ cái tật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em, không về em xin lỗi trước. Nghĩ đó hả? Dạ. Trời ơi. Là nó xin lỗi đồ này nọ, bóp chân bóp tay đồ này nọ, quầy luôn. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi không có dám không nói có gì. Ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm nhưng mà không có. Ở nhà em không có nói chuyện thiệt sự luôn. Em nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm. Anh không có nói chuyện với ai á. Em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không? Ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ thiệt không? Dạ không thiệt. Là bữa giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế. Em nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này họ lương bổng đồ ok hết. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ổng không lái. Ông mệt. Ông bị mệt. Nhà em không nói chuyện, em nói mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Anh tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh hơi ít nói luôn. Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều, dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao là tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, công chúa ơi. Vậy á hả? Hồi đó anh thích em là mẹ của anh lắm. Lúc mà gọi trọ, trước chưa có con á, anh là con của em á. Anh ngồng trong phòng á, sung sướng, anh thích nhất là trời mưa là được ấm áp, mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho anh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi đi ghét quá vậy. Vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi cơm con ăn là mẹ bây giờ nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi không lạnh. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Trời, dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Không, nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em đi con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài chị là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó. Lái xe hơi hả? Lái xe hơi mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Ví dụ lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá nó bị tăng xong nó bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không, không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hay luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ rất là ok. Nhưng ở nhà mặc những cái bộ đồ hú hồn. Những cái bộ đồ mà mấy chục ngàn, ngoài 40 ngàn hả? Bộ đồ mà về dưới quê, về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt, miệt thứ, miệt mà đổ đống 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 đó. 30-40 ngàn. Mấy cái mà ren 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 mà bông qua rồi này nọ đó. Mà mặc cái nọ mà nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé, bữa em bứt hai cái dây nè để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh. Ví dụ nhiều khi mà anh về anh mệt mỏi em phải sexy một xíu. Em không phải mặc đồ, em uống lừa một xíu. Uống lừa. Để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chịu. Vẫn mặc cái đồ sến xúa mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ. Mà nó như nhăn nhíu đồ, nó ghê lắm. Tại không hết. Tại những cái đây mặc nó thoải mái của em bé nữa. Em nói mặc đầm thì nó rườm rà, đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc, em phải chạy lên. Vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mà rất là mệt. Mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu Quỳnh ơi vô răng mình bị mẻ. Bây giờ em mình đi làm đi, cũng không chịu làm. Thứ mày là cái thẩm mỹ viện nó cho miễn phí, năn nỉ quá mới qua làm thôi. Vậy đó hả? Thiêu thôi. Nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không? Bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi. Mong nói muốn điều gì thay đổi á? Em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi. Và đừng ăn cắp phấn son của em nữa. Cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh. Em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày. Em tức em chửi trợ lý em. Tụi nó làm mất, ai về về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chữ lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu đi em cứ đám hỏi đám ơn rồi đó. Thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn, 300 ngàn. Không chịu, nhà tự vẽ chị. Mà nó không khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm.
mà phải khi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn viên đâu này đó mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ vẽ sao đâu nè, tức là tự phiêu anh gì? Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không chương trình có mắc cúp đàng hoàng đi lên trển cho người ta làm em đạt hai chồng chữ lộn xong mới lên tới đây làm. Thật sự hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn, nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống này nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có chê lố quá. Anh nhiều khi anh chê mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn em cũng trang trí đồ đẹp lắm, nó em thấy nó ngon lắm. Nó hoành tráng lắm, cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút. Nhưng ăn vô thấy ghê. Em mong muốn thay đổi điều gì người đàn ông này? Dạ chỉ mong anh là bớt chê em lại thôi. Lâm là cái như tấn công tới tấp mình quỳnh, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng thật tâm của em dành cho người phụ nữ này. Ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều, và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn. Ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc nhau là được. Ok. Chắc có lẽ là Nguyên chính là người chủ động của em đúng không? Trời ơi, đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là nhưng mà ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngã chê. Và không biết cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son tuần này là ai? Mời quý vị khán giả chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Trời ơi. Rồi thôi bữa nay tụi mình ngồi thôi để cặp rồi. Này nói rồi. Hân Hoan chào mừng các em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em cái gì cũng vậy. Em cũng làm gì với vợ em hết đó. Mời giới thiệu trước. Dạ em chào anh chị. Em chào khán giả đang ở trường quay. Em tên là Lê Như Khánh Huyên. Em năm nay 29 tuổi. Và hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Ấy, còn em? Vậy là nói đầu tiên thì tôi biết kiểu là thôi xuống, không có lời nói đầu tiên. Bị quen sân khấu á. Dạ, em xin phép chào Dương Dân, Trần Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Nghệ Thuật Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân, mà tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân. Em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Nay nhiêu tuổi ta? Dạ, em hôm nay 31 rồi. 31. Dạ. Thôi. Thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Nhưng dạ, thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn, anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Nguyên. Trời ơi em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này cách đây tôi muốn chề đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Chúng em vô tình gặp nhau. Dạ, quay phim chung. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó. Thì gặp em hay nói là trời ơi diễn viên Nụ Cười Mới tới. Còn bây giờ kiểu giống như là khổ em có vậy thôi. Em phải thua. Còn em sao cưng? Em nói đi Nguyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi. Còn ảnh là từ trên như biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như là anh quay phim hay này nọ em biết hết. Đi vô vô bạn khỏe không bạn này kia nó ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không thì em chào bình thường không chị. Đâu có liên quan gì đâu thì em chào có anh bảy anh ba này kia nó. Nhưng mà thể hiện lắm chị. Em thể hiện nào đâu đúng không? Ở dưới anh Bin. Trời ơi phải không anh Bin? Đó. Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Chị thôi đó. Mà em đâu có biết đâu thành làm sao em nói chuyện được. Mà tự nhiên không nhưng em. Mà bản thân em là không biết từ ảnh đi phim từ lúc nào. Thấy ồn ào quá thấy ghét. Đúng rồi. Đúng không? Đúng tại rồi, luôn sụp bu lắm. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chề của dạ không? Không? Em chỉ ghét cái tính thôi à. Anh Bin biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ quá. Nó thân thiện lắm. Đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh.
off hôm đó cái ảnh lên đoàn, ảnh mới hỏi mọi người là em đâu, không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi ảnh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay giờ sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chổng không? Có. Thuốc nè, cháo nè. Ừ, vậy đi. Rồi cái bỏ đi, tê. Em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mà là biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do. Em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không, không phải. Không, cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp. Tự nhiên hỏi đâu rồi, bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng gì nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó, riêng thấy cái nhà thuốc mình nhớ rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng anh đưa thuốc đưa cháo này thôi mang đi, không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ không mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em mà cũng phải tình cảm chứ. Càng không thích á, ghét giống như ghét của nào chạy cho của đó là vậy. Dạ, cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được, đúng không? Chứ đâu tự nhiên mà khơi khơi được. Chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại. Thì cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có ngoài trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về á cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét uống một hớp rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy. Giống như là đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á. Đúng cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này kia nọ chỉ là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết trơn á. Bây giờ mới hỏi Quyên nè, có đúng là như vậy không? Đúng rồi, em muốn bắt chuyện này tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim mình như thế nào. Sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Quyên chia sẻ, chắc có lẽ là Quyên chính là người chủ động cua em đúng không? Trời ơi, đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều. Nhưng mà em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Rồi, gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Lúc của em rối anh thì sao lúc Quyên luôn sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh thì con trai nằm trên bàn thì đang nằm bên này thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường không suy nghĩ gì thì lấy cái tai nghe bấm vô cái nghe giọng có một chút nhớ nhớ, có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à. Bây giờ em nói là chết. Có một chút rối liền. Dạ, nói liền thôi rồi. Chết cha, cú này mình phải xử lý sao ta? Thực sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để thảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái để đi toilet cái. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất thôi, chỉ có cách đó mới nhanh nhất. Xong cái em suy nghĩ. Suy nghĩ trong toilet. Dạ, em quay qua nó lại. Giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha. Rồi đó là dính em tới giờ liền, trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản gì thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền, em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa, mà công phiền em rồi, người ta thiên hạ dị nghị này nữa, mấy cái phim Hàn Quốc em coi quải vậy. Lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, đâu có vấn đề gì đâu. Trời, em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Nguyên lúc đó nó mới là hai mươi mấy tuổi, 23-24 tuổi rồi. Thì lúc đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng, có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ông giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3-4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết ảnh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi ảnh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là ảnh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con, trời ơi nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là hụt hẫng hay là giận hay là gì? Em mừng lắm, mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được, chứ không thể nào anh bỏ em được. Rồi Tân, khi mà Quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy đó. Em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi những chuyện đó là anh nói xạo với em, em không làm nói được, hên nhờ người bạn em nói giùm em. Chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói gì là chỉ muốn như vậy thôi, chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè, trước khi mà em và Tân cưới nhau thì
hai em có quyết định là đến trước với nhau không? Có sống thử với nhau? Em có chủ động. Em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân để mà làm gì, để em sinh hoạt với gia đình ảnh, coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ, em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là không biết mình là rể hay là rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Bất ngờ. Hai chồng đếm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền? Đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh, đâu có gì đâu, hết rồi. Không có gì luôn á. Không có còn một sự việc nữa anh, mà tại vì á nó đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi. Sao vậy? Là xỉn sau rồi. Đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn à. Buồn quá. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook. Chịu là nhiều khi á mấy nhỏ ông quen với em bé hacker. Giận á, hiểu không? Bởi nói ai không thích hack Facebook luôn. Rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm ngoái. Tới tháng 6 là 1 năm rồi. Thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không Nguyên? Dằn mặt cái gì mà dằn? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tần hẳn là em cũng nói thoải mái rồi nha. Nguyên, có anh. Có không? Nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em. Ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn. Không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Vậy lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh. Đá banh rồi đó, cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em. Còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu nè. Cứ quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em, còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn cái đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà đem giặt phải lựa từng cái. Nhưng mà đâu thể quy định cái của vợ cái của chồng em, được. Em gom lại chỗ, nhưng là lúc nào em cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này rồi quăng vô thôi, còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ này của anh, này của em dọn ra áo trắng, quần đen rồi nó có cực vợ em, cho nên em quyết định là em để chỗ một cái đó. Ai đi hốt rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biếng làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biếng. Ở gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa, cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì? Ủa, sao nó vậy? Sao vậy? Không phải cái chuyện mà cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở không đó thôi, cái toilet tại vì toilet cũng vậy hả? Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn, trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi. Em thích vậy anh, cho nó mùi hương nó thoang thoảng nó vui. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái này là áo là gì ạ? Nhưng mà em có thích không? Nó không đi. Mà thích phải không? Dạ thích. Đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Thích luôn cả cái mùi hả? Nghiện mùi luôn rồi. Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi, ủa anh vô toilet để làm gì? Anh kêu anh đi toilet mà, tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu. Dạ, một tật xấu nữa. Gì là gì? Là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang về, đang dắt xe, cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài. Mà em nhìn đồng hồ, ủa nửa tiếng. Một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi á, bạn đông lắm. Giờ dắt tới đây gặp đứa bạn, đá trống xuống, nói chuyện chút xíu vừa tới bên kia. Nữa dắt nữa. Tới chê, em phải vô em mến bạn. Không, bây giờ mình về thì nói, này, được. Coi thường. Vô cái điện thoại. Biển khổ hả? Tiếp tục nữa. Anh Tân thích đếm tiền mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa để bỏ tích công đức đó. Hai hộp lắm. Tối nào về đổ ra. Xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm. Rồi xếp. Trời mặt nào qua mặt đó. Ui, đáng yêu. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm. Xếp lại. Dạ xếp lại. Mà tiền lẻ trời chứ không. Cái đó không phải tật xấu đâu em, là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Từ hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1.000, từ 2.000. Còn đây là từ 5.000. Em có giấy tờ giấy em dán lại em ghi là tiền mua Âu Đì là từ 5.000. Còn hộp mà 500 ngàn đó, tiền mua biệt thự đó.
Dễ thương không? Không biết chừng nào mới mua được luôn. Nước mơ đó. À, thế thương quá. Ồ. Hai cái hũ nhựa đó chị. Mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, sếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Giờ em có tật xấu gì không? Giờ em là tuyệt vời. Không có gì xấu hết. Ngoài chuyện nấu ăn thôi. Nấu ăn là giờ em nấu được nha. Mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Mà nấu ngon chứ phải liền. Tay quầy lắm. Vừa tay trường đúng không? Vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô, con đi ra đi. Mẹ nấu em ăn thôi. Là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Là vợ bài không? Mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ, hơi kỹ á, là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa, cứ vậy 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 đó thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó chiên trứng thôi nha chị. Tập cái trứng bỏ vô cái chảo tôi nó vú nằm cái chén vậy đó. Từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không ông kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À, vậy là coi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ chỉ có nhiêu đó rồi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền không? Em là ghiền đếm tiền lẻ. Còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn volume á. Là sao? Hay nhéo vú không? Volume á. Giống như TV đang lớn quá mà không chịu kêu bấm remote bấm mà là tự động TV nhỏ lại. Đau không? Tao không chứ em đang cầm remote mà dặn mày chắc nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Cái mong muốn của em nhất là như là vợ em có hai ngày nghỉ. Thứ bảy và ngày chủ nhật thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn mời mẹ em ăn một lần như vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì? Em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt ham chơi lại thôi. Còn những cái việc mà anh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em, chị thôi. Chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Ok. Nói nghe nè, giờ đơn giản quá. Hai cái mong muốn của tụi em giờ chị. Em là ước mơ, coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em, nói thì nó ăn ngon rồi. Em biết rồi, em khẳng định chị rồi. Nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi, em xuống em hù hở với nó đi cho nó. Cái phần chậm nó bớt đi cho đứng nó nấu vậy. Nhưng mà cái em sợ là em xuống em hồ hởi cái nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lút thầm lặng. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, thấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Yeah. Nha Tân, nha Quyên. Cảm ơn chị. Lúc đi thang máy này em thơm một cái vào má. Thơm một cái vào má luôn. À, thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Wow. Có bị gì chống cự không? Có lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng em lại đơ luôn. Đứng đơ luôn không nói được gì. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con. À, phát hiện và phát hiện có em bé. Có chứ ạ. Mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn chỉ. Tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ. Lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả. Em tên thật là Trần Đình Tiệp ạ. Em ở Bắc Linh ạ, năm nay là em 29 tuổi. Nè, đồng hương với tôi đấy nhá chú nhá. À vâng. Ừ, nên chú ở chỗ nào? Em ở Yên Phong ạ. Yên Phong hả? Vâng. Chị ở Chùa Dận á. À, Chùa Dận thì cách em mười mấy cây. Đó, Chùa Dận á, trời ơi. Đó, gặp ngay ông đồng hương. Anh giới thiệu đi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Luật, em đến từ Sơn La. Và hiện nay em đang sinh sống ở Bắc Linh ạ. Quê chồng ạ. À, theo chồng về Vinh đó phải không? Về Bắc Ninh ở Sơn La. Sơn La nhưng mà có biết hát quan họ không em? Em biết hát vài câu thôi ạ. Hát một vài câu hát đi cho hát thử nghe coi nào. Không khí lên coi. Ừ. Dạ. Ngồi rằng là ngồi tựa ý à, có mây màn ơi ơ thuyền là ngồi tựa ý à, màn thuyền ấy mây đêm là đêm mới hôm qua. Hay lắm bài đấy. Ngồi tựa màn thuyền. Cái bài này chị hát trong Neo biết đại chiến rồi phải không? Ừ đúng rồi. Luật nói là Luật làm công việc gì?
Dạ hiện nay là em đang làm nhân viên bán hàng này, làm kế toán này, làm trợ lý này, kiêm bà nội trợ này, ô xin quá giỏi luôn. Đó, hai em là đi từ Bắc Ninh vào trong Sài Gòn tham gia quay chương trình này. Vâng, đây là lần đầu tiên em được đi máy bay và lần đầu được vào Sài Gòn ạ. Đó, quý vị thấy chưa, có nhiều cặp vợ chồng đến từ Bắc Ninh xa xôi như thế mà đã vào đây mà tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chính vì thế chương trình Vợ Chồng Son luôn luôn chào đón tất cả các cặp vợ chồng ở mọi miền đất nước. Cho nên là ai muốn tham gia là cứ mạnh dạn, cứ đăng ký tham gia để gặp chị Vân và anh Quốc Thuận, là sẵn sàng là chào đón các bạn ha. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Ngày xưa là vợ em là mình có học lớp 11 ạ. Thì vợ em lên trên Hà Nội này, gọi là lên chơi thôi. Thế là gặp nhau lúc đấy thì biết nhau thôi ạ. Chưa có yêu thương gì nhau. Ừ. Nhưng mà đi lên, bạn lên Hà Nội rồi em cũng lên Hà Nội. Em là sinh viên ạ. Sau mãi nữa mấy năm sau rồi mới với lại tiếp xúc nhiều thì mới thích. Ừ. Thế còn em thì sao? Ừ, em thì có một ấn tượng gì đặc biệt đối với anh này không? Dạ, lần đầu gặp thì em có ấn tượng là nhìn anh này cũng thư sinh. Tóc lúc đấy là để tóc dài, đeo kính ạ. Lần đầu thì như vậy là ấn tượng rất là tốt ạ. Và sau đó em tấn công cô gái này bằng cách nào? Và một ngày mưa gió thì em cũng không có số điện. Và Facebook thì cũng là không kết bạn, hủy kết bạn với nhau. Thế là em mới tìm vào quán net. Vậy là tìm lục trong Facebook của vợ thì là thấy bạn của vợ thì gọi điện. Em có số của bạn này không? Anh là bên kiểu như là đội thanh niên hay gì đấy cần số. Và thế cho số gọi cho vợ. Thì vợ lại nghĩ là anh này anh trêu mình. Cũng cho địa chỉ. Thế xong là em tìm đến nơi thì vợ vừa thò mặt ra khỏi cửa, em mới lại mồm em mới lại chúm chím cười, em bảo em có hạnh phúc không. Thế là lần đầu tiên gặp sau rất là nhiều năm rồi thì hỏi vậy thì vợ em cũng trả lời em có, trả lời hơi ngượng ngượng. Thế xong lên nhà chơi nói chuyện với nhau bình thường, thế là em mới chủ động là em cầm tay, em thấy cầm tay cũng cho cầm đấy. Em thấy là chịu rồi đấy. Thế là xong là tủ đi ra bãi đá sông Hồng á, lúc đi thang máy là em thơm một cái vào má, thơm một cái vào má luôn à, em thơm luôn. Lúc đấy là cũng chưa tỏ tình. Wow. Có bị chống cự không? Có lúc đấy có thấy hay là có gì không? Nếu như là bình thường thì phản ứng sẽ là như vậy, nhưng mà hôm đấy không hiểu tại sao đứng em luôn. Lại đơ luôn. Đứng đơ luôn không nói được gì mà chỉ đỏ bừng mặt lên thôi và chỉ cười ngượng không nói được câu gì ạ. Và đó là cái nụ thơm đầu tiên đó phải không? Đúng rồi ạ. Khi mà ra bãi giữa sông Hồng ấy, ở trên một cái chòi rất là cao, hôm đấy là vào một buổi chiều mùa đông, mưa lớt phớt. Ôi trời ơi. Rất là lãng mạn luôn. Thế là tự nhiên anh đấy tiến tới ôm và hôn luôn. Nói là yêu anh nhé. Em cũng đơ luôn. Đơ luôn. Lúc đó là hôn môi đúng không? Lúc đấy là môi ạ. Đó, thì xong rồi tối về sao? Tối về thì em thấy rất là ngại. Đây là nụ hôn đầu ạ. Ngại xong rồi chui vào trong chăn. Chùm trong chăn, chùm vào chăn cả tuần liền, ngày nào cũng chui vào trong chăn, xong rồi thỉnh thoảng lại hò hét lên. Thế là bạn cùng phòng mới thắc mắc và không hiểu con này nó bị làm sao, nó suốt ngày chui trong chăn xong thỉnh thoảng lại hét lên rú lên như một con điên đúng không? Đúng rồi ạ. Hai em là lần tiên hôn nhau ở một cái chỗ nó rất là lãng mạn. Đúng không? Vậy thì khi yêu các bạn có tiếp tục lãng mạn như thế không? Em thì rất thích lãng mạn. Anh này sao? Anh này có lãng mạn không? Anh này có, cũng rất là lãng mạn. Cứ thỉnh thoảng anh lên Hà Nội lại đến tìm em thì lại có một bó hoa. Những khi mà em không ở nhà ấy thì anh sẽ mò thẳng đến lớp em luôn, đến lớp đến trường. Thế là mang hoa đến, nhưng mà đều là trùng. Hôm thì là trước rằm, hôm thì trước mùng 1. Thế bạn bè thì hay trêu. Trêu là hoa cúng. Mang hoa cúng. Mà mọi người rất là ngưỡng mộ, ghen tị bởi vì mang lên đến tận lớp ấy ạ. Bạn này có hay làm thơ tặng em không? Dạ có, chúng em thì rất hay làm thơ. Thơ thì đối đáp để nhau. Mà nói hay về nhau thì ít, nhưng chủ yếu là kiểu như là em thấy vợ mà đăng thơ lên Facebook hay là gì kêu ca thì nói chung là viết cái tút gì á mà em thấy không hài lòng hoặc là tiêu cực cái gì là em thôi. Tức là dùng thơ bình luận luôn bằng thơ, hai vợ chồng đối đáp nhau luôn bằng thơ. Giống như mượn mây đẩy trăng á, đúng không? Không có nói thẳng ra luôn á. Đúng rồi, là khi tức giận hay có gì bức xúc cũng lại làm thơ. Anh quá ích kỷ nhỏ nhen, hứa lên hứa xuống hẹn em còn gì, đúng là như mới dậy thì, thay đổi tâm lý, nói gì cũng sai, đã thế còn thích nói dài. Thôi thì anh chốt, thôi anh cài tai phone,
Thế là anh ấy lại tiếp tục. Đâu, em đã thì, ra. Thế thì xong là em lại nghĩ ra luôn, em làm luôn là em này giận quá mất khôn, tự nhiên lại cứ sồn sồn với anh. Anh rằng em rất lành chanh, nhưng phải hiểu rõ ngọn ngành chứ em. Đã vậy anh sẽ không thèm cùng em đạp vịt, ăn kem Tây Hồ. Trước cái bài thơ đấy là vợ em là có nhắc đến cái chuyện là hứa cho đi đạp vịt, cho đi ăn kem rồi là không đi, chưa có thời gian đi. Đấy, thương quá luôn á. Bây giờ là các em là từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau là bao lâu? Dạ là 3 năm 3 tháng ạ. Vậy trong khoảng thời gian đó các bạn có những cái biến cố gì trong tình cảm hay không? Dạ có rất nhiều biến cố ạ. Chia tay giận nhau rất là nhiều. Do khác biệt về quan điểm về công việc ấy ạ. Em thì luôn muốn là học xong thì sẽ được làm việc trong cơ quan nhà nước. Còn anh thì thích là kinh doanh ạ. Nên là... Tức là làm tự do. Vâng ạ. Thế nên là có tranh cãi rất là nhiều về vấn đề đó. Hai đứa đã xác định là chia tay rồi. Trong là về một thời gian là xuất hiện cái thằng cu con. phát hiện có em bé. Vâng, đúng mùng 6 Tết năm 2017 là phát hiện là có em bé. Lúc đó em như thế nào? Sao? Thì vợ thấy sốc quá, thấy khủng hoảng. Sốc, khủng hoảng luôn đấy ạ. Chỉ biết khóc thôi ạ. Khi em báo tin cho anh biết thì lúc đó em sao? Tệp. Thì em nói luôn thì bây giờ cưới chứ biết làm sao. Em bảo bố mẹ xin phép thì bố mẹ các bác là lên đặt vấn đề xin phép luôn là cưới luôn. Vậy thì sau khi cưới thì sao? Có bị áp lực không? Có cãi vã với nhau? Áp lực gần như là quãng thời gian nó rất là khủng khiếp. Không phải là đến từ hai vợ chồng đâu, mà nó từ cái môi trường sống. Lúc đó tụi em sống ở đâu? Tụi em sống chung cùng gia đình ạ. Thì đang bầu bí thì hai vợ chồng cũng dẫn nhau. Vợ em cứ đòi ly hôn và chia tay. Em bảo nghĩ trong bụng thích bỏ nhau thì mình cứ đưa lên tòa thôi, cho vợ thích làm gì làm. Vì bảo bây giờ đang bầu bí không ai giải quyết, cho đi cho thoải mái. Ức chế lắm, nhiều lúc cũng muốn đánh vợ lắm. Đập mấy cái điện thoại lát tôi cũng không dám đánh. Động vô. Đó, cũng không dám đánh. Nhưng mà sau đó tụi em giải quyết cái việc đó như thế nào? Tức sao? Là tụi em sống cho đến bây giờ tụi em còn ở chung với ông bà không? Dạ không ạ. Là ra riêng rồi đúng không? Ra riêng từ lúc nào? Từ lúc mà thằng cu nhà em sinh được hơn một tháng. Hơn một tháng là ra riêng. Là vâng. Em đi thuê nhà ở riêng thôi. Xong là bán xe của vợ đi, bán vàng bán biếc đi. Vàng bán hết luôn để mà lo. Bán hết đi để mình lại đi thuê xưởng là mình làm. Thì lúc đấy là gần như là tâm lý mình rất thoải mái. Mình không phụ thuộc cái gì cả nên hai vợ chồng từ đấy là nó ổn định, nó cứ vậy thôi, không phải lặng về suy nghĩ. Trước ví dụ gia đình ngoài Bắc mà rất phức tạp cái vấn đề là lễ nghĩa hay là gia giáo hay là gì ấy, buôn bán hay làm gì cũng phải hỏi, nó rất là kiểu như là gia trưởng ấy. Kiểu như không liên quan gì đến việc kinh doanh nhưng mà là con là cái là vẫn phải hỏi, phải báo được cáo. Phép thì mới cho làm khổ như thế. Vậy bây giờ vợ chồng em ở với nhau được bao lâu rồi? Dạ 2 năm 5 tháng. 2 năm. Chồng em vừa mới nói từ gia trưởng đó. Dạ. Anh muốn hỏi bây giờ sẵn tiện là khui luôn cái tật xấu nè. Bây giờ chồng em có gia trưởng hay không? Đấy là tật xấu đầu tiên đấy ạ. Tật xấu đầu tiên. Đậm chất luôn ạ. Chồng em cực kỳ gia trưởng luôn. Rất là hay áp đặt. Khi nào mà vợ nói lại thì lại bảo em cứ nghe lời đi, nghe lời chồng không thiệt đâu. Thế là em lại răm rắp làm theo. Còn tật xấu hàng ngày thì vô cùng nhiều luôn ạ. Trước tiên là phải kể đến là bẩn. Thời tiết ở ngoài Bắc ạ, có những hôm lên đến 39 40 độ mà 3 4 ngày chồng em không tắm luôn. đi làm về toát hết mồ hôi, lại cứ thế leo lên giường ngủ. Là mùa hè đó đúng không? Mùa hè 39 40 độ. Chúng ta có thể suy ra được là mùa đông là ổng không tắm một tháng luôn đó. Mùa đông thì nếu mà không nịnh, không dục thì sẽ hiếm khi tắm lắm ạ. Rồi, còn tật xấu gì thêm nữa? Hay cáu gắt. Nóng nảy. Hay nói tục nữa. Nói tục. Cứ khi nào tức giận lên là lại nói tục. Có mày tao với vợ? Có chứ ạ. Mày tao rất là nhiều. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau đấy lại xoay 180 độ luôn. Chỉ tức giận xong 2-3 phút sau lại vợ yêu bình thường ạ. Lại chạy vào ôm vợ. Lại như không có gì xảy ra luôn ạ. Thế có ghen không? À ghen thì ghen cực kỳ luôn ạ. Ghen đến mức mà trên Facebook của em bây giờ là không còn bạn nam luôn. Em kinh hoàng. Không, không, bạn cấp 3, bạn đại học, rồi bạn từ tiểu học, không còn luôn ạ. Giờ là chỉ là khách làm ăn là nam thôi ạ. Còn lại là không bạn bè gì nam đâu ạ. Sao vậy Tiệp? Đó thì em lấy lý do là ngày xưa là vợ em bảo em là không anh không yêu em thì anh mới không ghen. Hình như anh chả yêu em cái gì.
Thế là xong là từ đấy này em đấy anh yêu đấy, đấy. Anh yêu là phải như vậy. Đó, cho anh giải thích đó. Ừ, cho mị biết là tôi ghen như thế. Rồi, bây giờ tới em đó Tiệp. Vợ em có tật xấu gì không? Vợ em à? Ngủ muộn này rồi là ngủ dậy muộn. Và ngủ dậy có khi là 11 giờ ngủ mới ngủ dậy. Là tức là 8 9 giờ ngủ dậy là bình thường rồi. Mà nhà thì lại rất nhiều công việc. Cộng mấy lại là mình chỉ sạch cái chỗ ổ của mình thôi. Còn lại cái bừa bãi công việc thì không dọn, không quan tâm. Vợ có hay quan tâm đến cái cảm xúc của em không? Vợ em thì cũng rất là quan tâm. Vợ em là một người là rất là phải nói là rất là tuyệt. Và em nghĩ là không kiếm được một người nào gọi là bà 2/3 đâu. Đó, bà đảm đang không? Phụ nữ bà đảm đang. Nấu ăn ngon này rồi nói chung rất là chiều chồng. Em thì em làm mệt thì từ xưởng em chạy về cho chồng cúng nước đá lạnh như nào đấy là đầy đủ hết. Và nhân đây thì em nói luôn đi, cái mong muốn thay đổi của em ở chồng mình đó là gì? Vâng, em muốn là chồng em kiềm chế được bớt cái tính nóng nảy rồi nói năng nhẹ nhàng hơn rồi quan tâm chiều chuộng vợ hơn ạ. Thế còn đẹp thì sao? Em chỉ muốn vợ em là hiểu thêm về chồng, về công việc của chồng để mà thông cảm những lúc mà cái áp lực cuộc sống, công việc nó quá nhiều, không có thời gian. Những lúc rảnh rỗi thì lại bình thường. Nhưng em không phải là người cáu giận xong là cả ngày hoặc là cả tiếng hoặc là 15 phút sau. Chỉ một lúc chỉ gần 2-3 phút sau thôi. Thế là xong lại. Thì thôi bớt mày tao đi. Mày tao nữa. Nhưng hôm nay là nếu mà trong chương trình ở đây nè, nếu được á, bây giờ anh muốn chồng em á, anh hứa là anh bỏ luôn cái chữ mày tao luôn có được không em? Hứa với vợ đi, bớt mày tao đi. Anh hứa với vợ yêu là tôi không còn kêu mày tao nữa. Không hạn chế cái lời nó không hay trong cuộc sống gia đình, cùng xây dựng hạnh phúc nó bền vững hơn và phát triển hơn, cùng nuôi dạy con tốt hơn. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son ha. Chúc hai em luôn luôn hạnh phúc nha. Xin cảm ơn anh chị, cảm ơn khán giả.